có cảnh hay luôn á. Ồ, ăn thật luôn cái. Rồi, chào các bạn và mọi người nha. Lặn qua luôn các bạn. Đó, giờ đem dây qua nha. Bắt đầu cho anh thợ lặn. Bắt đầu lặn xuống dưới để buộc dây nha các bạn. Đang tính cái đường để buộc dây đó bạn. Đó, buộc dây, buộc bằng dây lụt các bạn. Xong rồi bắt đầu để máy kéo. Kéo lên quá. Có một hơi phải lặn hơi dài quá. Ồn quá sao lại tìm mũi mũi mới thằng. Mày lặn chỗ đó mày móc sình lên được mới hay. Trời ơi. Đầu mới dán nó thụt lên cây nữa kìa. Ghê mày. Chỉ có vậy mà cũng làm được. Xích ra ngoài, xích ra ngoài chút. Thôi, ngoài xích luôn. Lồi nhân dán lên. Dưới nó phình lên. Hai chục phút thì đợi để hồi kéo vô hồi kéo lên bờ nha các bạn. À đúng có hơi, có hơi. Thở lặn cố gắng ha. Lặn nào buộc coi thôi mà. Lặn biết lâu luôn. Bởi vậy đó mình không có hơi sao lặn nóng. Không có hơi sao lặn bằng ổng được. Đeo luôn rồi đó. Càng dài càng cay. Giờ có hơi là ổng đeo luôn rồi đó. Đeo tới rồi thôi luôn. Con này là gọi vô anh vô coi đang lên tìm mũn mũn luôn rồi. Mình lặn rồi vậy, lặn cái nằm đó luôn. Tới hết thời ra không kịp. Ba bữa. Nó bị lủng là cái gì lại thử nữa. Chút lưng bay lên đọc gì. Thấy mùi luôn. Vì hôm nay rã hôm qua, rồi hôm qua phải mấy cắt đường kia chung ra không kịp là chết luôn. Cắt cho mùi mà, ở đây đâu có mùi đâu. Khá lâu ghê luôn trời, lặn nãy giờ luôn rồi. Chưa lên luôn á. Chết mẹ á. Trời trời. Tắt máy rồi. Hết xăng cái gì rồi. Hết xăng rồi. Mấy hơi rồi. Không sao đâu, hết rồi, không nổi lên chứ gì đâu. Còn trong bình mà.
dự trữ chút xíu gì không lên á. Ờ giật cho ông hay đi. Giật cái trời. Giật cái đó. Lên đó rồi kìa. Giật dây cho ông lên. Rồi lên đó mà. lặng tự nhiên tắt máy. Trời ơi, không gọi nó tắt máy ta chi trời. Có đâu à, lặng ở ngoài gì hết hay lên nào không sao vậy? Sao được cái mỏ không có được gạch giá gì hết đi á, ổng chín cái dịch bự sao hổ này đó. Ổng chặn ở trên có ba con dính về con bị ba cái ra. Quăng ổng không có nước cũng chết luôn đó. Có đồ đâu bị ra có đồ. Giật máy lại. Không, không chứa cái bình hơi. Còn sao không ai chạy qua đây lấy miếng dầu đổ vô nè. Ác nhiều quý. Máy này đổ. Máy này chạy xăng vô đổ dầu. Rồi lên giật máy tiếp tục. Tiếp tục nữa nha các bạn. Máy bị sự cố làm như chạy như hơi nhỏ quá nó tự tắt. Dây thủ nha các bạn, có gì là chỉ giật thâu cọng dây vô chút chút nữa làm tự đừng cho trôi dây vỏ lại được không, dây vỏ gục lại chút thôi. Vậy nó tập lặn hay chạy để bố bên mở bị trôi cục. Ở bên này thì anh em cũng đang buộc dây thêm nó nè các bạn. Đó. Có gì đặng tôi thấy chuẩn bị ha. Đó, còn ở đây thì thợ lặn đang lặn nhớ bạn. Có tiền đang lên. Có một hơi bởi cho đang lặn. Buồn quá trời. Dây nha mọi người. Giờ mấy anh em tài xế ở đây là chuẩn bị sẵn hết nha. Đó buộc dây xong rồi là súng nhau kéo lên. Hai xe một lượt nha các bạn. Hình như ông lòn chú nhớ gì vậy. Bây giờ là
đưa dây vô bột nha các bạn. Bột rồi là để nhóm kéo thử nha. Không tới dây luôn. Vừa tới mí à. Đúng rồi, tới chút nó ra được không? Nó rác mé quá luôn rồi các bạn. Có cảnh hay luôn. Ồ, hạ thấp xuống cái. Giỏi quá luôn. Rồi, xong rồi các bạn. Rồi bây giờ là hai xe nhóm thử nha các bạn. Nhóm đó các bạn lên ai cha ủa quá coi xe kìa nhõng nhõng kìa cha quá ô qua lên tem các bạn này lên tem đây ai cha đứt dây vốt chứ vốt dây bên này con làm lại để xuống làm lại các bạn, nó bị giột dây chích. Nó sầu ghê, cặp mé mà phải lặn á. Tiếp tục thơ lặn xuống nặng lấy con dây lại nha các bạn. Thì giục con dây là nó nằm sâu xuống dưới rồi.
học hồi nãy. Để chứ. Chị chạy bóng luôn, chị ăn rồi. Tính cái cách nha các bạn. Đó giờ kéo chích tới rồi là hai cái nhóm lên luôn. Ngỏng ngỏng bèn luôn. Nóng đất luôn nào bạn. Không thấy nó lên trời. Xong rồi, dài máy đi. Kéo không trôi nha mà. Bây giờ nãy giờ nhóm thử là nó không có lên nha các bạn. Đó, bây giờ thì ảnh làm lại cái cách mới. Một chiếc kéo, một chiếc dằn. Một chiếc dằn, chiếc kia luôn. Đó, bây giờ đem cái này qua để lấy cái dĩ nha các bạn. Lấy cái dĩ lót để cho nó nằm xuống. Cho nó không có lúng đó các bạn. Trời thế thì... giờ ra cái phà qua để lấy cái dĩ thì ăn độn quá, đừng cho nó lúng nha các bạn. Vì đằng nghe mình nằm lên nó không có lúng xuống nha các bạn. Rồi để phà qua đây lại. Được hai dây tới không? Trời, hai cộng vô một dây luôn, một xe luôn. À, còn xe kia thì cái kia dằn. Chiếc 05 thì hỗ trợ kéo phà luôn. 04 thì tới chiếc
thì tiếp tục buộc dây các bạn. Chơi máy chằng thứ này luôn nè. Em mình lựa cái chỗ để chằng này để cho nó bóp. Rồi ở dưới đây thì còn đang buộc nhá bạn. Này nó quay nói năng trời trời. Cái coi mà nó quay nó không có gửi ai đâu. Rồi đó. Rồi bắt đầu kéo nha các bạn. Gạch đó. À, theo cô Lý nha. Xe chịu xe kéo nha bạn. Đó. Không không thấy nhúc nhích gì luôn nè, bạn ơi im lắm nè. Chẳng là không thấy gì đâu nè. Đó. Máy không có là nhổng đầu nha. Ây cha. Ồ, nó nhổng đầu này. Nó lên xe kia luôn trời. Lên xe kia. Nó mạnh quá, nó lủng thiệt á. Nó khó ăn nè các bạn. Chùa ghê. À, kéo nãy là cái chiếc cu be bên đây là nó nhổng đầu lên luôn. Ồ, quay xe ngang lại. Kéo luôn. À, không nhúc nhích luôn á trời. Má à, không trôi các bạn ơi. Quá dữ luôn cha. Không trôi các bạn. Quá ghê. Quá trời nặng rồi. Hết hồn luôn chưa? Ê, ai bỏ xe xuống mà đi. Không như cái nhà. Sao mà dỡ là nổ dỡ. Rồi, vậy bây giờ là tính cái đường xuống phà. Rồi qua.
lên xuống cái nó cũng lâu lắc ghê nhớ mà dắt giả anh em ghê. Rồi xuống rồi đó bạn, ngon lành. Đó, bây giờ là quyết định là một xe ở dưới sông và một xe trên bờ. Để dưới sông thì năng nha các bạn. Tới chiều này nha, máy ở trên máy dưới lại đó, bây giờ máy ở dưới để nhóm cho nó lên cho nó hỏng lên nhớ bạn. Ù lên đó, ù lên kìa, có lý nha. Ai cha chuột dây lúc cho dột mà. Tiếp tục nha. Rồi bây giờ kéo nha các bạn. Quá wow, rất là khó khăn luôn các bạn. Không dễ kéo chút nào. Bây giờ là đang nâng lên nhé bạn. Cái gì mà nâng không thấy nhúc nhích gì trời. Không nhúc nhích luôn luôn. Xe cốt nhỏng hay sao luôn vậy các bạn thấy không? Nhỏng bánh rồi đó mà không lên. Dữ như trời. À đứt dây luôn. Đứt ở dưới luôn. Dây vậy. Rồi các bạn, bây giờ thì thợ lặn đã xuống lặn buộc dây lại rồi, mà bây giờ kiểm lại là cái chiếc phà nó muốn lặt luôn nha các bạn. Đó rồi bây giờ anh em tính là bây giờ là xuống cái phà vậy rồi kéo cho cái phà nó ngay trở lại, chứ nếu mà kéo lên luôn là nó lặt rồi khó lấy lên nha các bạn. Nó lặt lộn một cái là đầu máy vậy rớt ra đuối nữa, nó cài tùm lum ở dưới đó. Bây giờ là đang buộc dây vô đích rồi. Đó, bây giờ là lấy chiếc này là bơi đi ăn kéo cho cái phà nó ngay trở lại, tại bây giờ nó muốn lặt đó các bạn, muốn lặt ở dưới đó. Bây giờ kéo cho nó đứng cái phà lại nha, nói luôn dây rồi tích kéo lên luôn, nhưng mà kéo lên nó lặt luôn các bạn, bởi cho nên bây giờ buộc phải kéo ngược cái ga lại cho nó trả trở lại bình thường. Bây giờ anh em phải bơi đi nha, bơi đi để kéo nó. Nghe nó còn dây dài lắm. Rồi bơi đi.
dây dài. Đó, bắt đầu kéo đó các bạn. Cha con cáp kìa. Ồ, ồ, kéo nó dội kìa. Đó, kêu ghê chưa. À, kéo nó dội phà ngược lại luôn. Kéo nó dội nha các bạn. Đó, đang cẩu đi nha. Không đi nổi luôn nè. Quá trời. Nó đi đó, đi đó. Vô. Tưởng đứt dây. Tưởng đứt công rồi, giờ gịch dây thì nó còn cứng. Đó giờ anh em lặn xuống thử để biết. Coi coi nó lặt lại chưa nha. Theo đó là chắc nó lặt cái phà lại. Nó lặt ngay lại là im. Hai cây luôn các bạn thấy không, cây 05, cây 04 mà kéo không trâu luôn. Các bạn xem anh em mình là chơi đủ thế luôn đây các bạn. Đó bây giờ hồi nãy thì quay lấy quào, lấy quào cẩu đi tới để kéo cho nó trở lại nha. Nhưng mà nó trở lại được một ít rồi, bây giờ nó không trở lại nữa các bạn. Đúng rồi, giờ mấy anh em là tìm một cái cách khác. Bây giờ là buộc cái đó ngay chân cái cổ trâu, cái cổ trâu trước lại nè. Đó rồi đặng ra cái này kéo. Và còn cái cây bay đẩy, đẩy tiếp. Đó. Thấy không? Anh em chơi thế tới cái này luôn. Có một bên đó là một ấu kéo rồi thằng này trên bờ đẩy phà. Buộc cái cổ trâu ở trước các bạn. Đó, nghiêng nghiêng luôn. Có đầu chưa? Đó là mình. Bước qua chưa không biết nữa, thấy nó đi cái hù hồi nãy. Đó, cái bay bay rồi. À, thấy cũng mạnh lắm đó. Nó bây giờ đầy gấu vô bờ để anh kéo nè, kéo cho nó, cho nó lặt cái phà kia cho nó ngay lại. Tại cái phà kia nó bị sụp xuống cái hố đó. Anh em nãy kéo qua bển đó bạn, rồi nó sụp cái hố nó muốn lặt lên luôn. Đang lắc lắc để kéo cho nó ngay cho cái phà kia ở dưới sông rồi. Ở phòng nào như sát bờ lấy đặt cứng đó, kéo. Không dễ ăn chút nào các bạn. Nằm dưới nước nó thắt thế nha. Rồi tiếp tục bây giờ là câu hai cái cây dừa bên đây vô cái đít lại nha các bạn. Hồi nãy ở mép bển thì nó không có thế rồi. Đó bây giờ gịch vô trong đây lại. Đó. Bắt đầu là quay cái đầu qua bển. Đang kéo lại. Hồi nãy thì cái đầu qua bên kia. Đó, đúng là chơi đủ bài luôn nè. Bây giờ đang gịch nha. Nó buộc vô nhờ. À, đang chiếc gì đây, đang nhờ cây sợp, không biết cây chịu nổi hay không nha các bạn. Cây dừa nè. Ông đó. Ông
đang chết. Đang kéo quá. Đây thì đang kéo cho nó quá. Hỏng hỏng muốn lên tìm nữa mà lên tìm thấy có lý á. Ây cha rồi trời, tắt đầu lại luôn tức dây.